Thúy Vy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Quý vị thân mến, năm 2019 thì thương hiệu TCL đã cho ra mắt bộ sưu tập TV thế hệ mới và được trang bị hệ điều hành Android P mới nhất. Cùng với đó sẽ là rất nhiều những trải nghiệm về âm thanh, hình ảnh, internet rất mới. Và ngay sau đây thì Thúy Vy sẽ cùng với quý vị trải nghiệm một chiếc TV của thương hiệu này với mã sản phẩm là 43A8 với màn hình 43 inch. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Smart TV TCL 4K 43 inch 43A8 với những đường nét được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, kết hợp khung viền hợp kim, mang lại vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho căn phòng gia đình bạn. Sử dụng công nghệ chế tác ART5, chiếc TV này cho chúng ta cảm nhận viền màn hình siêu mỏng, tạo đường nét thanh mảnh, tối giản hóa các chi tiết thừa cho khung cảnh trở nên tuyệt vời hơn. Kích cỡ màn hình 43 inch, như vậy là chiếc TV này sẽ phù hợp với gia đình nào ít người và với những không gian vừa và nhỏ, ví dụ như là phòng ngủ hay là phòng làm việc cá nhân. Với công nghệ hình ảnh 4K UHD, TV TCL 43A8 tái tạo hình ảnh chi tiết hơn, màu sắc tự nhiên hơn cho trải nghiệm chân thật hơn. Với số điểm ảnh là 3840 x 2160, gấp 4 lần so với TV Full HD. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được trang bị công nghệ HDR tiên tiến, cho phép làm mờ cục bộ. HDR Premium tạo ra hình ảnh chi tiết rực rỡ với mức độ kiểm soát ánh sáng chính xác và tăng cường độ sáng, giúp tăng đáng kể tỷ lệ tương phản, mang lại hình ảnh trung thực hơn. Công nghệ tương phản động sẽ giúp cho chiếc TV A8 này có màu sắc chân thực hơn và màu sắc của chúng ta rất là phong phú, trải rộng từ điểm tối nhất tới điểm sáng nhất, giúp cho màu sắc chi tiết tới từng điểm ảnh. Như quý vị có thể thấy ở đây thì với công nghệ 4K HDR, chúng ta có thể nhìn thấy màu sắc tươi sáng hơn, gam màu rộng hơn và hình ảnh thì cũng chi tiết hơn rất nhiều ạ. Không chỉ có vậy, Smart TV TCL 43A8 được trang bị công nghệ Micro Dimming giúp phân tích nội dung video ở hàng trăm khu vực riêng biệt và tại đó độ sáng, độ tối được điều chỉnh độc lập. Công nghệ giải màu rộng sẽ tăng cường khả năng hiển thị màu sắc lên đến 30%, do đó cung cấp không gian màu sắc đáng kinh ngạc lên tới 92%. Smart TV TCL 43A8 được trang bị công nghệ âm thanh Dolby 5.1, mang lại âm thanh chất lượng tuyệt đỉnh. TV A8 là nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo, cung cấp các dịch vụ đa nhiệm thông qua phần mềm và phần cứng, bao gồm kết nối thiết bị thông minh gia đình, tương tác giọng nói gần xa, cải thiện chất lượng hình ảnh và âm thanh thông qua thuật toán giải mã AI đa nhiệm. Đồng thời, TCL AI In tích hợp hệ điều hành Android P 9.0, trợ lý ảo Google Assistant, chia sẻ Chromecast sẽ mở ra thế giới giải trí dành riêng cho gia đình bạn. TV TCL A8 được trang bị chức năng tìm kiếm bằng giọng nói. Chúng ta hoàn toàn không cần phải sử dụng những phím điều hướng hay bất kỳ những thao tác nào, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được giọng nói như sau. Quý vị hãy thử làm một ví dụ giống như Vy nhé. Ở đây thì có một cái phím điều hướng chúng ta bấm vào như thế này ạ. Và nếu như quý vị muốn tìm kiếm là MediaMarkt Long Biên thì hãy làm như thế này. MediaMarkt Long Biên. Hoàn toàn là Vy không hề cần nhìn vào điều khiển hay là cần phải để điều khiển ở gần giọng nói của mình, nhưng mà chiếc TV này vẫn nhận ra giọng nói và vẫn tìm kiếm được những kết quả như thế này ạ. Bên cạnh đó, chiếc TV này còn được trang bị một chức năng rất là phổ biến, đó chính là kết nối với các thiết bị có Bluetooth. Quý vị hoàn toàn có thể kết nối nhạc từ TV của chúng ta ra loa hoặc là từ chiếc điện thoại thông minh của chúng ta vào TV chẳng hạn. Chúng ta nếu như có Bluetooth thì đều có thể kết nối được. Với Chromecast, bạn có thể truyền nội dung từ điện thoại lên màn hình lớn mà chất lượng vẫn hiển thị đầy đủ, rõ ràng, sắc nét. Giờ đây bạn có thể yên tâm trải nghiệm giải trí mà không cần nhìn vào màn hình bé xíu của điện thoại. Với chế độ thể thao Sport Mode, việc tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh cho phép bạn và người thân có thể tận hưởng cảm giác đắm chìm trong sự kiện thể thao như đang xem trực tiếp. Với thiết kế sang trọng hiện đại cùng với rất nhiều những công nghệ tiên tiến như Thúy Vy vừa mới chia sẻ thì chắc chắn TCL A8 là một lựa chọn mà quý vị nên tham khảo trong thời gian tới. Và Vy sẽ bật mí giá rất là hợp lý của chiếc TV này, đó là 9.290.000, cùng với đó là chế độ bảo hành của nhà sản xuất lên tới 36 tháng. Tặng thêm ưu đãi vô cùng hấp dẫn như tặng phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, cơ hội trúng 10 chuyến du lịch Brunei, Dubai, Abu Dhabi, 20 chuyến du lịch du thuyền 5 sao Singapore, Malaysia, giảm thêm 5% khi quét mã QR Pay, chọn thêm một trong 3 khuyến mãi sau: máy xay sinh tố, nồi cơm điện cao cấp hoặc bếp từ cao cấp. Chi tiết sản phẩm và những chương trình khuyến mại đi kèm quý vị hãy cập nhật ở link bên dưới quý vị nhé. Những thông tin
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như quý vị yêu thích những sản phẩm mà Thúy Vi vừa giới thiệu thì hãy nhanh chân đến với những siêu thị gần nhất của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart và tham khảo những sản phẩm ưng ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.